Xin chào cô bác anh chị, hôm nay em xin giới thiệu mọi người các dòng sản phẩm nước rửa tay khô của bên em mang thương hiệu Dr. Pro-Life. Đó, bên em hiện tại là có 3 dung tích, một loại 500ml là dạng vòi xịt. Đó, dạng vòi xịt cho cả nhà dùng như thế này. Đó, chúng ta có thể để ở nhà vệ sinh hoặc để ở phòng khách, phòng làm việc. Nó rất tiện lợi, nhà hàng, tất cả các quán ăn, nhà hàng, rồi các cửa hàng đều có thể để chai này 500ml rất là tiết kiệm. Đó, và dễ sử dụng. Loại thứ hai là loại 100ml thì cô anh chị có thể để trong ô tô. Đó là dạng phun sương, mình có thể phun. Đó, phun sương mình có thể phun bất cứ ở đâu, quần áo mình có thể phun được. Đó, đầu mình có thể phun được để sát khuẩn sau khi mình đi từ đám đông, hoặc sau khi mình cầm vào vô lăng, hoặc sau khi hắt hơi, hoặc sau khi ho. Đó, loại thứ ba là loại 50ml thì thường là dành cho trẻ em. Loại này thì rất là ngắn nên là tiện lợi cho trẻ em dùng, nó cũng là xịt phun sương. Đó, trẻ em có thể xịt vào bất cứ một chỗ nào mà muốn sát khuẩn. Đó, sau đó này lau thật sạch là nó sẽ khô và không cần phải rửa lại bằng nước. Chúng ta sử dụng này rất là tiện. Sản phẩm bên em là có đầy đủ giấy tờ công bố chất lượng sản phẩm của Bộ Y tế và có phiếu kiểm nghiệm của Bộ Y tế. Sản phẩm được hợp tác giữa Trung tâm Phát triển Khoa Công nghệ Cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa Công nghệ Việt Nam và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cốt La Việt Nam. Đó, các anh chị cần lấy số lượng lớn hoặc cần mua lẻ, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của em 0979 79 2393. Em xin cảm ơn. Xin chào các bác anh chị.